Tại khu vực phía Bắc, thị trường bất động sản được bổ sung nguồn cung mới từ các dự án như dự án The Fibonacci nằm trong khu đô thị Eco Park Hưng Yên, Lumiere Evergreen, The Solar Park, khu đô thị Vinhomes Smart City, dự án Smart City tại Bắc Giang, dự án Golden Ground Hải Phòng, dự án Hạ Long Marina tại Quảng Ninh. Tương tự tại phía Nam, mà tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, cũng có hàng loạt dự án được triển khai kinh doanh như dự án Cara Riverview tại Cần Thơ, ANT Garden, Phú Đông SkyOne tại Bình Dương hay The Beverly, Vinhomes Grand Park, Eaton Park tại thành phố Hồ Chí Minh, New Vegas tại Kiên Giang. Hầu hết các dự án được mở bán trong nửa đầu quý 2 đều ghi nhận sự quan tâm từ phía khách hàng có nhu cầu ở thực và một số ít nhà đầu tư. Với những diễn biến tích cực hiện tại, có thể khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân khi mua sản phẩm vẫn phải quan tâm đến yếu tố pháp lý, chủ đầu tư uy tín, tránh trường hợp chủ dự án không có tiềm lực tài chính, tận dụng cơ hội khi lòng tin của khách hàng dần hồi phục để đánh tiếng khởi động lại dự án nhằm thu tiền, sau đó không xây dựng hoặc chậm tiến độ.